Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tại sao hai cựu Thứ trưởng Bộ Y tế thoát án trong vụ Việt Á? Thưa quý vị và các bạn, trong kết luận điều tra vụ án sai phạm liên quan mua sắm kit test của công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 38 bị can, gồm 3 cựu ủy viên Trung ương Đảng, nhiều lãnh đạo cấp bộ, địa phương. Họ bị điều tra về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài những người này, Bộ Công an cũng đã điều tra xem xét một số cá nhân khác có liên quan, song họ không bị xem xét xử lý hình sự. Cụ thể, theo nhà chức trách ông Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, biết test xét nghiệm là sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu do Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Quân y chủ trì, là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, các hồ sơ tài liệu do công ty Việt Á cung cấp không đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, do tham mưu của Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, ông Sơn vẫn ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành tạm thời test xét nghiệm cho Việt Á. Sau đó, tuy test xét nghiệm vẫn thuộc quyền sở hữu của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ chưa có quyết định giao quyền sở hữu cho Việt Á, nhưng vẫn theo tham mưu của Tuấn, ông Sơn đã ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành chính thức test xét nghiệm cho doanh nghiệp. Từ đó, Việt Á đã sản xuất kinh doanh, thu lợi trái phép, gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức cá nhân. Bộ Công an cho rằng hành vi của ông Sơn có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng xác định việc ông Sơn ký các quyết định trên không phải là nhiệm vụ thường xuyên. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế cũng không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Việt Á, không được hưởng lợi, không có động cơ vụ lợi hay động cơ cá nhân khác. Ngoài ra, ông Sơn cũng đã bị kỷ luật về mặt đảng và chính quyền, vì vậy Bộ Công an không khởi tố điều tra đề nghị truy tố ông Sơn. Một cựu Thứ trưởng Bộ Y tế khác là ông Trương Quốc Cường cũng được xác định có liên quan việc cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm cho công ty Việt Á và việc kiểm tra giá hiệp thương test xét nghiệm. Đặc biệt, trong việc kiểm tra giá hiệp thương, Bộ Công an kết luận ông Cường có dấu hiệu né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho ông Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Y tế. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Cường không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á và doanh nghiệp, không được hưởng lợi, không có động cơ vụ lợi hay động cơ cá nhân khác. Sai phạm trong việc kiểm tra giá trách nhiệm chính thuộc về Nguyễn Thành Long với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế. Việc không có kết quả kiểm tra giá hiệp thương là chủ đích của Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch và tài chính và Nguyễn Thành Long. Kết luận điều tra nêu căn cứ không xem xét trách nhiệm hình sự với ông Cường. Ngoài hai cá nhân trên, Bộ Công an cũng đã xem xét trách nhiệm của hàng chục cá nhân khác nhưng không xử lý hình sự. Thẩm mỹ viện để nhân viên lao công căng ra mặt cho khách là quá liều lĩnh. Quý vị thân mến, mới đây Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa bắt quả tang một nhân viên lao công của cơ sở thẩm mỹ Kang Jin, viện thẩm mỹ 175 Sài Gòn, địa chỉ 368 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, xử lý căng ra mặt cho khách. Theo ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thì đây là hành động quá liều lĩnh. Bởi khi phát hiện vụ việc, người lao công trên không có chứng chỉ hành nghề, thì cơ sở đó không chỉ bị thu hồi giấy phép xử phạt, mà các cá nhân liên quan còn có thể ngồi tù nếu khách hàng xảy ra vấn đề về sức khỏe. Những lùm xùm xung quanh các viện thẩm mỹ là chuyện đã rất cũ và phổ biến ở các địa phương. Mới có lẽ hành vi độc lạ kiểu như để nhân viên lao công không có nghiệp vụ xử lý căng da mặt như ở Đà Nẵng. Gần nhất, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin một phụ nữ 39 tuổi bị tai biến y khoa mở mắt sau khi tiêm filler tại cơ sở không phép, phải điều trị tại khoa mắt của Bệnh viện Chợ Rẫy. Hay sau một tháng tiêm filler để nâng cấp vòng ngực, một phụ nữ 31 tuổi ở Bắc Giang bị sưng tức ngực hai bên, sốt kèm đau đớn. Các bác sĩ phát hiện trong ngực bệnh nhân có nhiều ổ viêm mủ dẫn đến áp xe vú. Nếu không, chưa bị tai biến y khoa, thì nhiều khách hàng lại mất công bỏ việc để trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như với thẩm mỹ viện Wonjin, địa chỉ 218 Nguyễn Trì Phương, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Chuyện tương tự cũng diễn ra với nhiều cơ sở khác của thẩm mỹ viện Wonjin ở nhiều địa phương khác trên cả nước, nhưng không biết bao giờ mới đòi được tiền do cơ sở này đã đổi chủ, đổi tên như Lao Động mới đây đã có loạt bài phản ánh. Đáng báo động là thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 500 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và cơ quan chức năng mới chỉ vào cuộc kiểm tra ở quận Thanh Khê, nơi có gần 150 cơ sở sau các sự cố liên quan đến cơ sở thẩm mỹ Kang Jin và Wonjin, nhưng đã phát hiện có đến 119 cơ sở chiếm 80% chưa công bố đủ điều kiện hoạt động. Nếu kiểm tra toàn bộ thành phố Đà Nẵng và tổng kiểm tra trên cả nước, thì con số cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chưa đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động sẽ là bao nhiêu?
Trở lại với hành động quá liều lĩnh như lời ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Đà Nẵng nói về vụ nhân viên lao công căng da mặt. Sự liều lĩnh nó còn đến từ khách hàng, từ những người bị ám ảnh bởi ma lực làm đẹp mà bất chấp nguy hiểm đến tính mạng khi cả tin vào những lời tư vấn có cánh, hầu hết qua mạng xã hội như Facebook, Zalo của các nhân viên các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, để rồi tiền mất tật mang, có khi má đã sưng phù nhưng không biết bao giờ mới được vạ. Những phụ nữ mê làm đẹp hãy tỉnh táo để tự bảo vệ mình trong khi chờ cơ quan chức năng làm sạch, xử lý những cơ sở dịch vụ thẩm mỹ vi phạm. Chiêu trò phù thủy của Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt. Thưa quý vị và các bạn, theo kết luận điều tra khi dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc và các nước trên thế giới, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ có chủ trương về việc giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Lợi dụng chủ trương này, bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, đã tìm cách để Công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu test xét nghiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ đó biến đề tài nghiên cứu test xét nghiệm của Bộ Khoa học Công nghệ là tài sản nhà nước thành sản phẩm của Công ty Việt Á để sản xuất, tiêu thụ test xét nghiệm thu lợi. Ông Phan Quốc Việt đã thông đồng với Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, để Công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, tham gia phối hợp Học viện Quân y thực hiện đề tài. Quá trình tham gia nghiên cứu, bị can Phan Quốc Việt còn thông đồng với ông Trịnh Thanh Hùng để Công ty Việt Á được sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài, lập hồ sơ đăng ký gửi Bộ Y tế. Sau đó, bị can Việt tiếp tục đề nghị ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và thư ký của ông Long là bị can Nguyễn Huỳnh can thiệp, tác động, chỉ đạo bị can Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, để Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức test xét nghiệm COVID-19. Nhờ đó, Công ty Việt Á đã biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý thành tài sản thuộc sở hữu của Công ty Việt Á, trái quy định của pháp luật. Khi Công ty Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 test xét nghiệm cho Bộ Y tế, bị can Phan Quốc Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương xác định giá 470.000 đồng một test không có căn cứ. Thậm chí khi Bộ Y tế kiểm tra giá hiệp thương, xác định Công ty Việt Á thay đổi nguyên vật liệu sản xuất so với hồ sơ đăng ký lưu hành, nhưng không ra kết luận kiểm tra, không kiến nghị biện pháp xử lý, dẫn đến Công ty Việt Á tiếp tục sử dụng giá hiệp thương với Bộ Y tế, đã được ông Phan Quốc Việt nâng khống, tạo mặt bằng để bán cho các đơn vị địa phương. Kết luận điều tra cho rằng, ông Phan Quốc Việt đã đưa tổng số 3,45 triệu USD, tương đương hơn 7,8 tỷ đồng và 4 tỷ đồng cho một số bị can là lãnh đạo, cán bộ để cảm ơn việc tác động, tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài, phát triển sản phẩm test xét nghiệm, được cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm không thuộc sở hữu của Công ty Việt Á, tạo điều kiện hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương theo giá đã được ông Phan Quốc Việt nâng khống. Trong đó, bị can Phan Quốc Việt và Trịnh Thanh Hùng thỏa thuận ăn chia phần trăm doanh thu của Công ty Việt Á từ việc tiêu thụ test xét nghiệm. Theo đó, bị can Việt hai lần đưa tổng số 350.000 USD, tương đương hơn 8 tỷ đồng, cho bị can Hùng.